lương bảo mẫu nhà Đoàn Di bằng 120 triệu một tháng, ai cũng ước ao. Không hổ danh là nữ đại gia quận 7, vợ chồng Đoàn Di Băng khiến nhiều người ước ao khi trả cho bảo mẫu 120 triệu một tháng. Trong những gia đình bận rộn, thuê bảo mẫu trở thành nhu cầu cần thiết. Những ông bố bà mẹ có điều kiện về tài chính không ngại chi mạnh để mang đến cho con sự chăm sóc tốt nhất. Một trong những nhân vật nổi tiếng trong việc chịu chi số tiền hàng trăm triệu đồng cho bảo mẫu phải kể đến Đoàn Di Băng, nữ đại gia quận 7 nổi đình đám với sự giàu có. Vì có ba cô con gái nhỏ nên Đoàn Di Băng đã thuê hẳn ba bảo mẫu riêng cho từng bé, Hana, Zuki và Bình Bình. Theo như Đoàn Di Băng tiết lộ, mức lương hiện tại của một trong ba bà vú đã lên đến mức 120 triệu đồng. Bảo mẫu sở hữu mức lương lên đến 120 triệu đồng mỗi tháng là cô nàng Thiên Kim. Nói về Thiên Kim, Đoàn Di Băng cho hai bà vú này được trả lương cao hơn nhiều lần so với các bà vú khác do giỏi tiếng Anh. Có thể kèm các bé học và hiểu biết trong việc phân tích tâm lý trẻ nhỏ. Không chỉ xinh đẹp, trẻ trung, cách ăn mặc cũng sành điệu, Thiên Kim còn có kinh nghiệm 5 năm làm việc. Bên cạnh đó, Thiên Kim còn giúp rất nhiều cho Đoàn Di Băng trong công việc kinh doanh. Không những lương cao, các bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng còn được đãi ngộ như người thân trong gia đình. Các bà vú cũng được đi lại bằng siêu xe ở khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng gia đình Di Băng mỗi lần đi du lịch. Thậm chí, con cái của các bảo mẫu cũng được tạo điều kiện làm việc, thu nhập ổn định để các vú toàn tâm toàn ý lo công việc của chủ nhà. Trước thông tin này, phần lớn cư dân mạng đều trầm trồ, ước ao có thể sở hữu được mức lương khủng như vậy. Dù trong giới thượng lưu số tiền này không lớn nhưng với nhiều người nó là cả gia tài. Một tài khoản Facebook chia sẻ, 120 triệu mỗi tháng gấp nhiều lần thu nhập của mình rồi, đúng là may mắn khi làm bảo mẫu nhà giàu. Tài khoản Facebook khác cũng đồng tình, cho rằng nhà giàu thường chi hàng trăm triệu để chăm sóc con cái, gia đình là chuyện bình thường, đối với họ hậu phương yên ổn là trên hết. Đoàn Di Băng từ lâu nay vốn được biết đến là nữ đại gia có tâm có tầm, nhất nhì showbiz khi luôn chăm lo cho đời sống nhân viên một cách chu đáo nhất. Vậy nên mức lương mà cô trả cho các bảo mẫu của gia đình là hoàn toàn tương xứng.